Xin chào các bạn. Hôm nay mình ta chia sẻ với các bạn một cái món nước gọi là nước đậu bắp. Các bạn biết không là đây là đậu bắp, đây là đậu bắp và đây là nước đậu bắp. Trời ơi, nước đậu bắp. Các bạn đã nghe khá là nhiều các video về đậu bắp mình ta đã chia sẻ trước đó, thì các bạn đã hình dung ra được là đậu bắp là có vai trò như thế nào đối với sức khỏe và đối với cơ thể của các bạn, đối với trong cái hành trình để chữa lành của các bạn, đúng không? Và hôm nay chỉ là một phần trong lát cắt đó thôi, và mình ta chia sẻ cái món tên là món nước đậu bắp đó. Thì đặc điểm nổi bật và sâu sắc nhất của nước đậu bắp để giúp cho cái hành trình để chữa lành của các bạn đó chính là nó góp phần trong cái vấn đề là chữa tiểu đường các bạn đó. Đối với các bạn bị tiểu đường mà đang không dùng thuốc, mấy ta lưu ý nha, đang không dùng thuốc tiểu đường thì hãy uống cái nước đậu bắp này thường xuyên hơn, uống nước đậu bắp thường xuyên hơn, đều đặn hơn thì bạn sẽ khỏe trở lại đó. Và mỗi ngày thì cứ uống như hướng dẫn của Mita như thế này, rồi các bạn kết hợp với điều chỉnh cái chế độ ăn uống cũng như thể dục thể thao, ngủ nghỉ, tâm lý thoải mái và nhiều thứ khác liên quan nữa, thì bạn sẽ tiểu đường biến mất, không có vấn đề gì hết. Mà chuẩn bị cái món này nó nhanh lắm, nó nhanh vô cùng luôn. Đối với ngày nắng nóng, Mita uống tới 2 bình như thế này, 2 bình này là 2 lít, trời ơi, nắng nóng tới mồ hôi, các bạn thấy không? Cho nên là uống rất là nhiều đó. Thứ nhất là hiệu quả trong tiểu đường mà đã nghiên cứu rất là sâu sắc luôn ha. Thứ hai là có hiệu quả vô cùng sâu sắc, đó chính là làm sạch cái đường tiêu hóa. Trời ơi, đối với những ngày mà fasting là những ăn gián đoạn, hoặc feasting là có ăn mà ăn ít ít thôi, thì các bạn hãy sử dụng cái nước này để cho cái đường tiêu hóa của các bạn được sạch, đường tiêu hóa của bạn được sạch. Và Mita sẽ chia sẻ ở đằng sau. Mita đang lo là cái điện thoại của mình nó đầy thẻ bộ nhớ, nó không ghi được. Và vấn đề thứ ba đó chính là hiệu quả cực kỳ lên vấn đề về xương khớp, thứ tư đó là hiệu quả cực kỳ trong vấn đề là làm giảm cholesterol trong máu và nhiều cái lợi ích khác. Các bạn quay lại những cái lợi ích của cái đậu bắp, đúng không? Cái bốn cái đặc biệt quan trọng người ta nhấn mạnh, và hôm nay người ta chia sẻ với các bạn cách làm cái món nước đậu bắp đó. Đậu bắp đó đơn giản như thế này, là một ngày như người ta nói là các bạn khuyến khích sử dụng 50g thôi. Đối với các bạn trị liệu thì dùng maximum 100g thôi, đừng có dùng nhiều quá ha, đừng có dùng nhiều quá. Và bạn người ta dùng 50g nước đậu bắp, cần 50g. Các bạn nhìn thấy cái quả đậu bắp này cũng không quá to, các bạn nhìn với bàn tay của mình là không quá to. Như vậy thì 50g nó bao nhiêu quả? Đó, nó tầm có mấy quả à? Đó. Đó, 50g là có 5 quả, có 4 quả hơi lớn lớn một tí và một quả hơi bé bé một tí, các bạn thấy không? Cho nên các bạn đừng sử dụng quá nhiều. Đó, Mita sử dụng như gợi ý như vậy, sử dụng như vậy ha. Các bạn Mita sử dụng cùng với chanh để làm gì? Để loại bỏ cái oxalate nó có ở trong đậu bắp. Và nguyên liệu thứ ba đó chính là nước. Đây là nước mát các bạn nhé, nước mát. Và mình chỉ làm đơn giản lắm, không có chút xíu thời gian là làm được. Đó, chút xíu thời gian là mình sẽ cắt cái này ra, cắt mỏng các bạn nhé. Bỏ cái này đi, đó. Rồi, cắt xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cắt cái chanh này. Chanh này các bạn sẽ dùng một lát thôi. Đó. Chúng ta dùng một cái lát chanh như thế này chừng này thôi. Các bạn để nguyên cái phần hạt như vậy và cho vào trong. Đó. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ cho nước vào. Nước là dùng cho nửa lít nước các bạn nhé. Mình dùng nửa lít nước. Đó. Các bạn cho khoảng nửa lít nước vào cái bình này của mình là 750, nửa lít nước vào, nước đây là nước lạnh, và các bạn đậy lại, các bạn để cái hỗn hợp này, các bạn đặt cái hỗn hợp này trong tủ lạnh ít nhất 6 tiếng và nên để qua đêm là ok. Sau đó các bạn uống như mình này. Đó. Khi mà để qua đêm các bạn uống thì cái nước này nó dẻo dẻo.
Khi mà bạn uống hết rồi thì bạn có thể đổ thêm nước vào và bạn uống. Trong cái giai đoạn bạn uống tốt nhất là để lạnh thì nó sẽ tốt hơn là để ngoài nắng nóng nha. Đó, nó nóng. Thì như cái bình này Meta uống, đây là cái lần mà Meta chế nước vào tới 4 lần rồi. À, có nghĩa là mình uống hết xong mình thêm nước vào rồi mình để một hồi mình tiếp tục uống tiếp. Cho đến khi mà mình không còn thấy cái nhớt nhớt mà trong lọ bắp này nó tiết ra nữa thì mình sẽ đổ đi. Và thông thường là chắc lần thứ 4 này là mình đổ đi được rồi đó. Thì uống lúc nào mà cũng thì uống được, uống như nước mà, lúc nào thì uống được. Mà trong những cái ngày mà nhịn ăn gián đoạn thì bạn có thể uống cái nước này thay thế. Đó, bạn uống vào bạn cảm thấy cái đường ruột nó được mát lắm, nó giống như được làm lành vậy đó. Rồi bạn đi ngoài rất là dễ chịu, riêng ngoài rất là dễ chịu. Chứ những cái ngày đầu tiên mà bạn chưa có làm gì hết mà bạn uống 2 lít như thế này, bạn có thể mặc đi ngoài 2-3 lần vẫn có khuôn đàng hoàng mà rất là thoải mái, dễ chịu nhá. Rất là dễ chịu, bạn hãy thử đi. Mình chúc các bạn luôn luôn vui khỏe và yêu thích cả món nước đậu bắp này. Và nếu mà có thể thì mỗi ngày uống một ít. Vậy nhé, bye bye.